Nga có thể dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ ở Ukraine. Tổng thống Putin tuyên bố, bất kỳ quốc gia nào cố gắng cản trở chúng tôi nên biết rằng Nga sẽ phản ứng ngay lập tức. Nó sẽ dẫn tới những hậu quả mà bạn chưa từng thấy trong lịch sử. Pavel Luzhin, chuyên gia quốc phòng và chính sách đối ngoại độc lập ở Nga cho biết, đòn tấn công hạt nhân phi chiến lược sẽ diễn ra trên vùng lãnh thổ không có người để làm đối phương sợ hãi hoặc mất tinh thần. Nếu đối thủ vẫn tiếp tục chiến đấu, cuộc tấn công có thể đi xa hơn. Bàn thêm về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, ông Luzhin cũng nói thêm rằng ông từng đánh giá thấp khả năng Nga sẽ tiến hành cuộc chiến lớn. Nếu một tuần trước bạn hỏi tôi liệu có khả năng này hay không, tôi sẽ nói bạn điên rồi. Nhưng bây giờ, sau 4 ngày giao tranh ác liệt, tôi không thể loại trừ khả năng này, ông nói. Họ đang cố gắng tăng tiền cược như đang ở sòng bạc. Trước khi đi sâu hơn về khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, ta hãy nói về chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một quả bom hạt nhân có sức công phá 300 kiloton, tức là sức nổ tương đương với 300.000 tấn thuốc nổ TNT bị kích nổ. Bom hạt nhân không chỉ có sức hủy diệt trên mặt đất, mà còn thổi bụi phóng xạ chết người lên cao hàng chục km vào khí quyển. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Mỹ có khoảng 5.500 vũ khí hạt nhân, trong khi Nga có khoảng 6.000. Vũ khí hạt nhân hiện đại mạnh gấp 20-30 lần so với những quả bom hạt nhân đời đầu, hiệu suất thấp, được ném xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki ở Nhật Bản. Nếu Mỹ và Nga kích nổ tất cả những gì họ có, đó có thể là một sự kiện kết thúc nền văn minh nhân loại. Khi một quả bom hạt nhân phát nổ, nó tạo ra một chớp sáng, một quả cầu lửa màu cam khổng lồ và các sóng xung kích lan rộng. Những người ở tâm vụ nổ trong vòng 800 mét đối với quả bom 300 kiloton có thể bị giết chết ngay lập tức, trong khi những người ở vùng lân cận có thể bị bỏng độ 3. Theo một ước tính từ tổ chức ASAP Science, một vụ nổ bom hạt nhân 1.000 kiloton có thể gây bỏng độ 3 ở cách xa 5 km, bỏng cấp độ 2 ở cách xa 6 km và bỏng cấp độ 1 ở cách xa tới 7 km. Những người ở xa 85 km cũng có thể bị mù tạm thời. Một vụ nổ hạt nhân cũng tạo ra mây bụi và các hạt phóng xạ giống như các hạt phát tán vào khí quyển, được gọi là bụi phóng xạ hạt nhân. Tiếp xúc với bụi này có thể dẫn tới ngộ độc bức xạ, làm bỏng các tế bào của cơ thể và thậm chí là gây tử vong. Các chuyên gia ước tính rằng một quả bom hạt nhân duy nhất có thể giết chết khoảng 300.000 người ở khu vực Washington và làm nhiều người khác bị thương. Lần duy nhất vũ khí hạt nhân được sử dụng là vào năm 1945. Khi đó, Mỹ đã thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki có sức công phá lần lượt là 13 kiloton và 21 kiloton, giết chết hơn 200.000 người. Tính toán của Nga khi báo động lực lượng hạt nhân. Báo động lực lượng hạt nhân giữa lúc giao tranh ở Ukraine đang diễn ra ác liệt, dường như là đòn đáp trả cứng rắn của Nga với sức ép trừng phạt từ phương Tây. Tổng thống Vladimir Putin nói trong cuộc họp với quan chức cấp cao ngày 27 tháng 2, tôi ra lệnh cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đưa lực lượng răn đe của quân đội vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu đặc biệt. Truyền thông Nga cho biết, Tổng thống Putin đã yêu cầu Bộ Quốc phòng lệnh cho các lực lượng răn đe chiến lược, trong đó có những đơn vị mang vũ khí hạt nhân, chuyển sang trạng thái báo động cao, sẵn sàng nhận lệnh chiến đấu. Động thái mới của Tổng thống Putin được đưa ra khi chiến dịch tấn công Ukraine của Nga bước sang ngày thứ tư. Sau giai đoạn tấn công chớp nhoáng ban đầu, Nga đã mở các đợt tấn công mới từ mọi hướng, song chưa đạt được mục tiêu chiếm các thành phố lớn khi vấp phải sức kháng cự mạnh mẽ của quân đội Ukraine. Trong khi đó, các nước phương Tây tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Nga, loại một số ngân hàng của nước này khỏi hệ thống tài chính quốc tế SWIFT, đồng thời cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine. Phương Tây không chỉ có hành động không thân thiện đối với nền kinh tế của chúng ta, mà giới chức hàng đầu NATO cũng đưa ra những tuyên bố hung hăng với đất nước của chúng ta, ông Putin tuyên bố. Nga hiện sở hữu khoảng 4.447 đầu đạn hạt nhân và một kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa khổng lồ, vốn là xương sống của lực lượng răn đe chiến lược. Răn đe hạt nhân, khái niệm có từ thời chiến tranh lạnh, được các cường quốc sở hữu vũ khí nguyên tử sử dụng để ngăn chặn bất kỳ đòn tấn công hạt nhân nào, với niềm tin rằng bất cứ động thái nào như vậy đều sẽ dẫn tới kịch bản hủy diệt lẫn nhau. Khi Liên Xô và Mỹ chạy đua phát triển vũ khí hạt nhân, Washington đã áp dụng chiến lược răn đe hạt nhân như vậy. Điều này có nghĩa là nếu Liên Xô hoặc bất kỳ quốc gia nào cố gắng tấn công bằng vũ khí hạt nhân, Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng và phát động đòn trả đũa thậm chí còn lớn hơn, tạo ra sức răn đe hiệu quả đối với bất cứ hành động phiêu lưu nào.
Tổng thống Nga dường như đang sử dụng chiến lược tương tự. Ông chỉ ra rằng nếu Mỹ và các đồng minh NATO tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nặng nề đối với Nga hoặc cố gắng hỗ trợ lực lượng Ukraine, thì khi đó Moscow sẽ sẵn sàng đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Theo Jordan Mendoza, nhà phân tích của tờ USA Today, bất kỳ quốc gia nào cố gắng cản trở chúng tôi nên biết rằng Nga sẽ phản ứng ngay lập tức. Nó sẽ dẫn tới những hậu quả mà bạn chưa từng thấy trong lịch sử, ông Putin tuyên bố. Darren Kimball, giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí ở Washington, cho biết quyết định của Putin là lần đầu tiên lực lượng hạt nhân chiến lược được đặt trong tình trạng báo động cao trong hàng chục năm qua. Đây là điều chưa từng thấy trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Chưa một lãnh đạo Mỹ hay Nga nào nâng mức cảnh báo lực lượng hạt nhân giữa cuộc khủng hoảng để cố gắng gây sức ép với đối phương, ông Kimball nói. Quyết định báo động lực lượng răn đe của Nga khiến nhiều nhà quan sát cảm thấy lo ngại. Có vẻ như Điện Kremlin đã sẵn sàng leo thang thêm căng thẳng, Pavel Luzhin, chuyên gia quốc phòng và chính sách đối ngoại độc lập ở Nga cho biết. Ông Luzhin chỉ ra rằng một sắc lệnh vào năm 2017 do Tổng thống Putin ký cho phép Nga theo đuổi chiến lược sử dụng vũ khí hạt nhân để giảm căng thẳng nếu lực lượng Nga đối mặt với nguy cơ thất bại trên chiến trường. Hiện chưa rõ lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga sẽ có những hành động thực tế nào sau lệnh phát động của ông Putin. Nga và Mỹ thường có các lực lượng hạt nhân trên đất liền và tàu ngầm được đặt trong tình trạng báo động và chuẩn bị chiến đấu mọi lúc. Nhưng oanh tạc cơ mang vũ khí hạt nhân và các máy bay khác thì không. Nếu Tổng thống Nga muốn trang bị vũ khí hạt nhân hoặc nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các oanh tạc cơ hoặc ra lệnh trên nhiều tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo ra khơi, thì Mỹ có thể phải đáp trả theo cách tương tự, theo Hans Christensen, nhà phân tích hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Đây là mối đe dọa chiến tranh hạt nhân đối với châu Âu và Mỹ, Pavel Fengenhauer, một nhà phân tích quốc phòng ở Moscow nói. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba mô tả động thái báo động lực lượng hạt nhân của ông Putin là nỗ lực nhằm tăng áp lực cho phái đoàn Ukraine sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky đồng ý đàm phán hòa bình với Nga tại biên giới Belarus. Nhưng chúng tôi sẽ không khoan nhượng trước sức ép này, Tổng thống Ukraine nói. Nga những năm qua thường áp dụng học thuyết hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân và đưa ra những cảnh báo công khai về khả năng sử dụng chúng. Đó là một thanh kiếm khủng khiếp bằng lời nói. Chúng ta sẽ xem ông ấy sẽ đi đến đâu với nó, Hans Christensen nói. Christensen lưu ý năm 2014, khi Putin sát nhập bán đảo Crimea, ông cũng đã nêu ra khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Christensen kể, khi Putin được hỏi sẽ phản ứng như thế nào trước các lệnh trừng phạt của phương Tây, ông nói rằng sẵn sàng đặt các lực lượng hạt nhân trong tình trạng báo động. Phản ứng trước mệnh lệnh của Tổng thống Putin, đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho rằng đây là hành động leo thang không thể chấp nhận được. Ông Putin đang cố gắng làm mọi thứ có thể để thực sự gieo rắc nỗi sợ hãi cho thế giới, bà nói. Còn các bạn đánh giá thế nào về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine? Cảm ơn các bạn theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye! Внимание, расчет! Получим приказ! Вожу приказ! Приготовить совместным действием! Есть приказ! Внимание! Действием. Пуск! Есть пуск! Контролируй состояние пусковых установок! Есть ТДН с пусковой установки! Пуск состоялся! Принял!